Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 15. Mình sẽ hướng dẫn tiếp tục về phần 2 của series làm vật liệu tường trong Escape như thế nào. Thì buổi hôm nay mình sẽ nói về ba loại vật liệu khác mà tường trong Escape hay làm. Vật liệu thứ ba mà chúng ta hay làm là giống như hai vật liệu đầu, nhưng mà chúng ta thay đổi cái cách chọn màu thôi. Vật liệu thứ hai là chúng ta chọn màu theo cái bảng màu của Escape. Chọn màu theo cái bảng màu Escape thì cái bảng màu này đôi khi nó hơi vô chừng, rất là khó mà để tinh chỉnh. Thì buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ làm loại vật liệu mà chọn màu theo cái bảng màu sơn nước có sẵn này. Màu trắng, rồi màu xám, rồi màu kem. Tất cả nó sẽ có cái bảng màu này. Dựa theo cái bảng màu này thì chúng ta chọn vật liệu nó chính xác hơn, nó không có kiểu vô trong Escape. Nó không có kiểu vô chừng như này. Thì để mà chọn vật liệu từ cái bảng màu như thế nào á thì cũng giống như buổi trước thôi, chúng ta sẽ tận dụng cái file mà chúng ta đã thiết lập sẵn. Giờ coi như là chúng ta sử dụng cái tập và cái file vật liệu mà chúng ta đã thiết lập cuối cùng bên cái buổi cái vật liệu số 2 đi. Rồi, chúng ta import nó vào. Đây là cái thiết lập bên buổi số 2 này mà mình copy qua cái buổi 3 mình đổi tên. Rồi, khi import vào này thì cái vật liệu hồi bữa là vật liệu cuối là chúng ta sử dụng map vật liệu cộng thêm là cái phản xạ dựa trên cái map bẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này đối với trường hợp là chúng ta sẽ đổi màu vật liệu dựa theo cái bảng màu, dựa theo cái file bảng màu đây cho nó chính xác hơn. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên cũng giống như cái vật liệu số 2 mà kế thừa từ vật liệu số 1 mà tại vì cái vật liệu cái bề mặt phản xạ này thì chúng ta đang đồng bộ với cái map bản thân của nó, map albedo nè, để mà vẫn giữ nguyên được cái bề mặt phản xạ này á. Bề mặt phản xạ này chúng ta cũng giống như cái map normal thôi. Chúng ta cũng tắt cái đồng bộ sau khi mà UV xong mà chúng ta cảm thấy cái map này ok, cái phản xạ này, cái kích thước phản xạ này ok thì chúng ta tắt cái đồng bộ đi. Rồi sau khi tắt rồi đó, rồi thì bây giờ chúng ta kéo cái này về không này. Hiện tại là chúng ta đang lấy theo cái màu của cái thằng này thì chúng ta đưa nó về trắng luôn. Rồi chúng ta kéo cái này về hết. Rồi chúng ta sử dụng cái map bảng màu thôi. Chúng ta bỏ này đi, chúng ta sử dụng chúng ta vô cái mục 3 chúng ta chọn thôi. Bây giờ này chúng ta chỉ chọn tường. Chúng ta nhớ là kéo cái này về 100% nha. Sau khi đã tích bỏ cái này UV từ cái map boom đi. Rồi, cái này là tích bỏ cái đồng bộ với cái kích thước của cái map albedo đi. Chúng ta kéo cái này về 100%. Rồi chúng ta bây giờ sử dụng cái bảng màu thôi. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái màu xanh đen này đi. Ô chè, nó đen quá. Chúng ta sử dụng cái màu nó dịu hơn xíu. Ví dụ chúng ta chọn màu kem này đi. Đó. Thấy không? Lựa chọn trong này thì nó linh động hơn. Màu kem đậm hơn. Chúng ta có thể lựa chọn trong này. Trong này nó có cũng rất là nhiều. Từ đây tới đây là bao nhiêu mẻ màu? Nó có là... Để mình coi nó có tất cả bao nhiêu màu. 164 màu.
Thì chúng ta lựa chọn cái màu nào cũng được. Có thể chúng ta lựa chọn cái màu này đi. Màu này nó hơi nhạt quá. Chúng ta lựa chọn cái màu màu cam rồi đi. Rồi. Bây giờ ví dụ như nếu chúng sau khi mà chúng ta sử dụng cái màu dựa trên cái những cái file màu rồi, những cái ảnh màu có sẵn rồi đó, mà chúng ta cảm thấy nó đậm quá hay là nó nhạt quá, chúng ta muốn giảm bớt á, thì chúng ta cũng tương tự thôi. Chúng ta cũng giảm bớt cái pha màu trắng bớt cho nó của cái color luôn, nó nhạt quá. Hoặc là 80 nó nhạt quá. Hoặc là ví dụ như cái màu này nó không có đậm, chúng ta kéo cho nó đậm lên. Đây là một cái dạng mà để mà chúng ta làm cái tường nữa y chang vậy. Bạn thấy không, nó vẫn giữ nguyên cái bùm normal đó, rồi cái phản xạ thì nó cũng y chang vậy. Phản xạ thì nó giữ nguyên cái map rồi, bây giờ bạn chỉ cần tinh chỉnh thôi. Thấy không, bề mặt của nó vẫn có phản xạ chỗ có chỗ không. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy, chỗ có chỗ không. Ví dụ như cái da cái màu đây nó đậm quá, ví dụ bạn muốn nó phản xạ nó thấy rõ hơn thì bạn giảm 47 đi. 47 là bạn thấy nó rồi đó nè, thấy nó 47 nè, mình giảm nó xuống 46 đi. Rồi, thấy cái độ phản xạ của nó lồi lõm luôn. Nhưng mà 46 này nó nhiều quá, mình cho nó là 47 xíu. Rồi, đây là cái cách thứ hai để tạo vật liệu trong landscape mà lựa chọn cái màu từ cái bảng màu. Y chang vậy. Chúng ta đưa về 100%, kéo nó đậm xuống xíu. Rồi, cho nó sang ngon xíu. Vậy nha các bạn, cái cách thứ ba mà chúng ta không lựa chọn màu làm vật liệu sơn nước bình thường có đủ bơm, có đủ phản xạ. Nếu bạn không muốn phản xạ này thì bạn sử dụng cái phản xạ thông số mặc định, thì bạn tắt cái này đi, bỏ cái này đi, bạn chuyển về 55-60 là xong. Còn bạn muốn màu khác thì bạn cứ vô đây bạn thay đó, thay đổi màu. Trong đây màu nào rất là nhiều màu, bạn muốn màu nào cũng được. Bạn có thể chỉnh đậm nhạt, sáng tối, hay là bạn pha thêm một chút đều được. Bạn pha thêm màu khác cũng được nha. Nhưng mà khi bạn pha rồi rất là khó mà để hiệu chỉnh đó, cho nên là cố gắng là sử dụng cái màu này. Rồi cái file này bây giờ mình sẽ lưu ra, thôi mình đưa nó về không luôn. Rồi mình giữ nguyên cái này là 67 đi. Rồi mình sẽ chọn cái màu khác, chọn cái màu xanh này đi. Màu xanh này cho nó nhẹ bớt. Rồi mình sẽ xúc nó ra, ít bớt nó ra, mình đặt cho nó trùng pha 3 luôn, thay thế pha 3 luôn. Rồi ok, tương tự bạn muốn sau này bạn cần thì bạn inbox vào, bạn muốn màu nào thì có màu đấy. Còn cái file màu, cái file bảng màu này đó, bạn nào cần á thì comment ở dưới video á, đăng ký kênh cũng như comment dưới video á thì mình sẽ gửi cho á, comment chứ không có gì cả, cái này mình cho tặng chứ có gì đâu mà giấu giếm. Rồi đây là cái cách thứ ba trong cách làm tường thông thường. Rồi bây giờ mình qua cái dạng tường thứ tư là cái dạng tường lồi lõm nó nhiều hơn đó, mà sử dụng cái map display mình đó. Rồi bây giờ mình xóa hết cái này nha, xóa hết cái này. Rồi bây giờ cái dạng tường thứ tư mà mình muốn nói tới đó là cái dạng tường này, bề mặt của nó lồi lõm gồ ghề, bề mặt của nó lồi lõm gồ ghề, có thể là làm bằng cách là sơn tạo ra, có nghĩa là người ta dùng bằng cách là chất bột kỹ thuật á, tạo ra những cái bề mặt như thế này, dùng những cụ chuyên dụng để tạo ra, sau đó là sơn nước lên. Thì bây giờ cái này á, thì nó gồm map bản thân, map displacement, map normal. Thì cái bề mặt này á, mình chắc là mình dùng cái map displacement đi, nó mới hiển thị nổi lên được. Rồi bây giờ thiết lập như thế nào, thì mình sẽ hướng dẫn thiết lập những cái map mà những cái tường mà sử dụng map displacement. Đầu tiên là bạn cũng vào cái này, bạn chọn nó,
chọn cái map Emerald đó. Mình thấy nó vẫn còn nhỏ, mình tăng nó lên đi. 2000 đi. Tăng nó lên 2000. 2000 mình vẫn thấy nó chưa ưng lắm, mình tăng thêm 2500 đi. Rồi, 2500 là mình thấy có bị ổn ổn rồi. Có bị ổn ổn rồi. 2500 rồi. Rồi vậy mình chốt là cái kích thước là 2500 này. Sau đó là mình sử dụng cái map Deployment. Cái này thì mình nghĩ phải Deployment, chứ bơm cho normal thì không ăn thua. Phải Deployment thì nó mới hiện rõ được cái vật liệu, cái tính chất của nó lên. Rồi mình zoom cận cảnh lại này. Mình chọn về Deployment nha. Ui cha, nó nhiều quá. Thì mình kéo cho nó về 0.8 đi. Đó, 0.8 là mình thấy ok. Tăng lên 0.9 nữa. 0.9 thấy ok hơn. Cho nó 1 luôn. Rồi, 1 là lồi lõm đẹp luôn. Đó, đây là một cái dạng mà mình map tường và mình sử dụng cái map deployment. Thật ra 1 thì nó hơi bơm nhiều, nó hơi nổi nhiều rồi. Mình cho nó 0.8 này là vừa. Rồi 0.8 này. Còn cái những cái map này thì cũng không có dùng map bẩn được. Mình sử dụng những cái thông số bình thường trong script thôi. Rồi xong. Thì cái map mà những cái map mà vật liệu tường mà bạn bạn nói gồ ghề thì mình setting như vậy thôi. Bạn dùng những bề mặt gồ ghề kiểu như thế này á, thì bạn nên kiếm những cái bộ map mà nó có cái map deployment thì nó mới nổi khối được. Cái map normal đồ là mình sợ nó không có nổi khối được đâu. Còn những cái dòng tường như thế này á, thì mình nghĩ cái phản xạ nó không cao đâu. 75-80 là được. Ở đây tùy vào ánh sáng, mình thấy mình để 80 là được. Như đây là render là thấy cũng tương đối là chất lượng này. Như này lên đâu tôi nói chất lượng này. Rồi cái map thứ, cái vật liệu thứ tường thứ tư á, thì nó như vậy thôi, chứ nó không có gì cả. Nó như vậy, nó không có gì cả. Bạn nào muốn làm á, thì cứ thử tải những cái bộ vật liệu BBR về, nó có những cái dạng map như thế này. Mình làm. Còn cái này nếu mình muốn mình cho nó pha thêm chút cái màu cam cam nữa. Đó, cho nó thêm chút màu cam cam nó chiêu hơn. Cho nó màu vàng vàng đẹp hơn. Nó giống như là giống như bề mặt đá ốp cắt nhỏ, đá granit ốp cắt nhỏ. Đẹp mà, mình thấy đẹp ok. Rồi ok, vậy là xong cái tường thứ tư nha. Bây giờ cái đến tường loại tường thứ năm. Tường thứ năm bây giờ mình cho cái loại tường cũ đi. Tường cũ đi. Tường cũ thì bây giờ mình sẽ làm cái loại map này. Cái tường nó cũ kỹ như này, nó dơ bẩn như thế này. Rồi đầu tiên mình cũng load cái map nó vào. Cái map này thì mình kiếm được, nó không có map deployment, nên chỉ có map normal thôi. Vả lại nhưng mà mình thấy ở đây map normal là cũng đủ. Không biết có đủ hay không thì tùy vào map. Sau khi load vào bạn thấy không, nó hơi nhỏ. Mình UV mình cho nó lớn hơn. 2000 thì lớn quá. Cho nó 1500 đi. Rồi 1500 là mình thấy cũng tạm tạm rồi. Cho nó dạng 1500 là xong cái map albedo nha. Mấy bản thân nha. UV xong rồi. Rồi bây giờ đây mình cho nó map normal. Map normal mình load vô rồi mà cái bề mặt mình thấy nó chưa có thực sự nổi nhiều lắm. Tăng nó 150 đi. 150 mình thấy nó cũng không phải tăng nhiều lắm. Tùy cái map normal mà cái bộ map nó setting nè. Chứ cái này cũng không thể nào mà
mà đòi hỏi được. Con mát nào càng đẹp càng kỹ thì cái này nó sẽ đẹp hơn. Mình lên trong 8 luôn. Rồi. Rồi, 8. Rồi cái này mình cho nó về 80 đi. 80. Đẹp mà. Mình thấy nó ok. Cái này mình cho nó sáng hơn xíu, 95. Rồi. Thì một bức tường cũ kỹ thì như thế này thôi. Thế này là bật lên là render thôi. Không có gì cả. Bật lên là render thôi. Nếu cần lưu ra ngoài thì mình export ra, lưu lại sau này gặp những bức tường công trình khác mà cần những dạng bức tường này thì mình import vào, mình UV lại thôi là xong. Cũng đẹp mà, mình thấy nó cũ kỹ nó cũng ok. Rồi, vậy là buổi hướng dẫn về vật liệu tường sơn nước trong Inkscape 4.1 đã xong. Rồi buổi sau mình sẽ hướng dẫn một loại vật liệu khác. Rất mong các bạn là bắt đầu hướng dẫn một loại vật liệu khác. Rất mong các bạn ủng hộ kênh cũng như là đăng ký kênh. Nếu mà cảm thấy những cái kiến thức mình chia sẻ có ích, giúp được cho các bạn một phần nào đấy trong cái công việc. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.